Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật TP.HCM. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bà trùm Xuyên Việt Oil dùng tiền thuế của người mua xăng dầu đi hối lộ, đầu tư bất động sản. Vụ án Xuyên Việt Oil được khởi tố vào tháng 9 năm 2023. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong đó, bị can Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố về hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Hạnh là người đại diện theo pháp luật, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty Xuyên Việt Oil, là chủ sở hữu thực và nắm quyền quyết định mọi việc tại công ty này. Ngoài vi phạm sử dụng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu, bà trùm Xuyên Việt Oil còn vi phạm trong việc sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu vào sản phẩm, hàng hóa là xăng, dầu. Thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bán ra. Người chịu thuế là người tiêu dùng mua xăng. Số tiền thuế này đã được tính vào giá bán. Khi khách hàng mua trả tiền mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ thì đã bao gồm cả tiền thuế này. Người bán thu tiền và sẽ nộp thay vào ngân sách nhà nước. Như vậy, tiền thuế bảo vệ môi trường không phải là tiền từ vốn, tài sản, lợi nhuận, kinh doanh của doanh nghiệp xăng dầu. Doanh nghiệp chỉ là người thu hộ thuế và có trách nhiệm quản lý, nộp thay người tiêu dùng khoản tiền này vào ngân sách nhà nước, chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày nộp tờ khai. Thế nhưng kết quả điều tra xác định từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, công ty Xuyên Việt Oil đã không thực hiện nộp tiền thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn quy định. Hiện công ty còn phải nộp 1.244 tỷ đồng, chưa tính lãi phạt nộp chậm. Bà Mai Thị Hồng Hạnh đã không thực hiện việc nộp tiền thuế vào ngân sách theo đúng quy định mà chuyển tiền này sang các tài khoản cá nhân để sử dụng cho mục đích riêng. Tổng số tiền đã chuyển khoản từ công ty Xuyên Việt Oil sang tài khoản cá nhân của bà Hạnh là hơn 12.625 tỷ đồng. Trong đó, thời kỳ bà Hạnh không nộp tiền thuế từ tháng 10 2021 đến tháng 7 2022, bị can này đã rút ra 1.937 tỷ đồng từ các khoản của công ty Xuyên Việt Oil. Xác minh cho thấy 17 tài khoản của bà Hạnh và 19 tài khoản của công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và 244 USD. Do vậy, bà Hạnh không có khả năng tài chính để chuyển tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách. Cơ quan điều tra xác định sau khi thu hộ, bà Hạnh đã dịch chuyển 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường ra khỏi tài khoản của công ty Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản đứng tên cá nhân hoặc dùng vào mục đích cá nhân khác. Ngoài ra, lợi dụng việc được giao trích lập quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, bà Hạnh đã sử dụng tiền quỹ trái pháp luật, gây thất thoát 219 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường bà Hạnh đã gây thất thoát là hơn 1.463 tỷ đồng. Bà Hạnh đã sử dụng phần tiền này để đưa hối lộ cho 8 cá nhân ở Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, tỉnh Bến Tre và sử dụng cho các mục đích cá nhân khác như chi tiêu, mua bất động sản. Đến nay, bị can Mai Thị Hồng Hạnh và các đồng phạm chưa khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát nói trên. Bà trùm Xuyên Việt Oil và thói quen hối lộ bằng đô la. Trong vụ án đình đám liên quan đến công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh, người đứng đầu công ty với chức danh giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên, đã trở thành tâm điểm của một trong những vụ án tham nhũng và vi phạm tài chính lớn nhất Việt Nam thời gian gần đây. Được biết đến như một bà trùm trong ngành xăng dầu, Hạnh đã lạm dụng quyền lực và chức vụ để tiến hành hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng số tiền bị thất thoát từ vụ việc này đã lên tới 1.463 tỷ đồng, con số đủ lớn để gây chấn động trong dư luận và làm lung lay niềm tin vào hệ thống quản lý tài chính của Việt Nam. Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến Quỹ Bình ổn Giá Xăng dầu BOG và việc thu hộ chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thay vì nộp vào ngân sách theo quy định, bà Hạnh lại sử dụng số tiền khổng lồ này cho mục đích cá nhân, bao gồm mua bất động sản, cho vay mượn bạn bè và thậm chí để mua chuộc một số quan chức cấp cao tại các bộ ngành liên quan. Tổng cộng, số tiền mà bà Hạnh đã sử dụng để hối lộ và mua chuộc đã lên đến hơn 1,3 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 30 tỷ đồng, cùng với 900 triệu đồng tiền Việt Nam. Trong số những cá nhân nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh có nhiều tên tuổi đáng chú ý, bao gồm các quan chức cấp cao từng giữ chức vụ quan trọng trong Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và lãnh đạo cấp tỉnh. Đứng đầu danh sách là cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Hải đã nhận 50.000 đô la tương đương hơn 1,1 tỷ đồng ngay tại phòng làm việc của mình để tạo điều kiện cho công ty Xuyên Việt Oil trong việc cấp giấy phép số 55 về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Hành vi này đã cho thấy sự can thiệp trực tiếp từ phía quan chức cấp cao vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý tài sản nhà nước. Một nhân vật khác nổi bật trong danh sách này là Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Ông Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền khổng lồ lên tới 600.000 đô la để tạo điều kiện cho công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng và kéo dài thời gian được cấp tín dụng. Đây là số tiền mà ông Thọ phải chịu trách nhiệm đối với tội danh nhận hối lộ. Không chỉ dừng lại ở đó, ông Thọ còn bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng cộng, ông Thọ đã nhận hơn 1 triệu đô la cùng với nhiều tài sản giá trị khác như xe sang và đồng hồ đắt tiền. Không chỉ dừng lại ở các cá nhân cấp cao trong Bộ Công Thương, vụ án còn liên quan đến các cựu lãnh đạo của Bộ Tài chính. Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng vụ thị trường trong nước và Hoàng Anh Tuấn, cựu vụ phó cùng vụ đã nhận tổng cộng 250.000 đô la, tương đương 5,6 tỷ đồng từ bà Hạnh. Đáng chú ý, ông Hoàng Anh Tuấn còn nhận thêm 2 lần hối lộ với tổng số tiền là 15.000 đô la. Trong đó, số tiền ông Đông chiếm hưởng là 120.000 đô la, tương đương 2,7 tỷ đồng, còn ông Tuấn chiếm hưởng 145.000 đô la, tương đương 3,2 tỷ đồng. Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó vụ thị trường trong nước cũng nằm trong danh sách những người nhận hối lộ. Ông An đã 3 lần nhận tổng cộng 400.000 đô la cùng một chiếc đồng hồ Patek Philippe danh tiếng. Chiếc đồng hồ này sau đó được ông An khai bán với giá 23.000 đô la, khoảng 521 triệu đồng. Số tiền này đã được dùng để đổi lấy việc tạo điều kiện cho công ty Xuyên Việt Oil trong quá trình xin cấp giấy phép số 09 về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu năm 2016. Ngoài ra, vụ án còn có sự tham gia của Đặng Công Khôi, cựu cục phó cục quản lý giá thuộc Bộ Tài chính. Ông Khôi đã nhận 10.000 đô la tại nhà khách Quốc hội ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để bỏ qua những sai phạm của công ty Xuyên Việt Oil liên quan đến việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong khi đó, Lê Duy Minh, cựu cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nhận 190.000 đô la cùng 500 triệu đồng, tương đương 4,8 tỷ đồng, để tạo điều kiện cho công ty của bà Hạnh được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và không công khai thông tin nợ thuế. Phan Kiến Anh, cựu giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, cũng không nằm ngoài vòng xoáy của vụ án. Ông Anh đã nhận tổng cộng 140.000 đô la để tạo điều kiện thuận lợi cho Xuyên Việt Oil trong việc mua hàng của chi nhánh mình. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, các bị can trong vụ án đã thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan điều tra. Hầu hết đều tự nguyện nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả. Cụ thể, ông Đỗ Thắng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng, ông Đặng Công Khôi nộp 20.000 đô la, ông Phan Kiến Anh nộp 70.000 đô la, ông Lê Duy Minh nộp 2,9 tỷ đồng, ông Lê Đức Thọ nộp 2,2 tỷ đồng, ông Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 đô la và ông Nguyễn Lộc An nộp 100 triệu đồng. Riêng ông Trần Duy Đông đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Vụ án Xuyên Việt Oil không chỉ phơi bày mảng tối của sự tham nhũng trong bộ máy quản lý nhà nước, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự lạm quyền, lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân. Các cá nhân liên quan đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, phản ánh rõ nét sự phức tạp và quy mô của tham nhũng tại Việt Nam. Bí mật sau số tiền 1 triệu đô la, ông Lê Đức Thọ đã làm gì để giúp đỡ Xuyên Việt Oil? Trong thời gian ông Lê Đức Thọ đảm nhiệm các chức vụ quan trọng là Chủ tịch VietinBank và Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông đã thực hiện nhiều hành động để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil vay mượn số tiền lớn lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Để đáp lại những dịch vụ này, ông Thọ không chỉ nhận được khoản tiền lại quả, lên đến hơn 1 triệu đô la, mà còn được tặng những món quà giá trị như xe ô tô sang trọng và đồng hồ đắt tiền. Mới đây, bản kết luận điều tra từ Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã chỉ ra rằng nữ giám đốc của Xuyên Việt Oil có một mối quan hệ đặc biệt với ông Lê Đức Thọ trong suốt nhiều năm. Mối quan hệ này kéo dài từ khi ông còn là chủ tịch VietinBank và tiếp tục suốt thời gian ông giữ chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Trong khoảng thời gian hơn 4 năm, ông Thọ đã nhận hối lộ từ nữ giám đốc này 2 lần, cùng với nhiều lần khác nhận quà tặng có giá trị, mỗi lần lên đến vài trăm ngàn đô la. Đa số các lần nhận tiền đều diễn ra tại trụ sở của VietinBank hoặc tại nhà khách của tỉnh ủy Bến Tre. Vụ án Xuyên Việt Oil đã chỉ ra rằng ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, với số tiền lớn nhất và quà tặng có giá trị nhất. Bên cạnh đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, cũng đã nhiều lần gửi tặng ông Thọ tiền và các món quà khác nhân dịp sinh nhật của ông, cũng như để chúc mừng ông khi ông được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Số tiền khủng ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ khi làm chủ tịch VietinBank. Theo kết luận điều tra, mối quan hệ giữa ông Thọ và bà Mai Thị Hồng Hạnh bắt đầu từ năm 2018 khi công ty Xuyên Việt Oil bắt đầu thiết lập quan hệ tín dụng với chi nhánh VietinBank tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 10 năm đó, ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị VietinBank, một vị trí có thẩm quyền quyết định việc phê duyệt các khoản tín dụng vượt quá 3.000 tỷ đồng cho các khách hàng của ngân hàng. Theo cáo buộc của cơ quan an ninh, bà Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Thọ tổng số tiền lên đến 600.000 đô la nhằm mục đích nhận được sự hỗ trợ từ cựu chủ tịch VietinBank trong việc cấp và kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil. Lần đầu tiên, vào đầu tháng 1 năm 2019, bà Mai Thị Hồng Hạnh cùng với cấp phó của mình, Nguyễn Thị Như Phương, đã đến gặp ông Lê Đức Thọ tại trụ sở của VietinBank. Trong cuộc gặp này, bà Hạnh đã yêu cầu ông Thọ giúp đỡ và tạo điều kiện để công ty của bà được cấp giới hạn tín dụng lên tới 7.000 tỷ đồng. Ông Thọ đã đồng ý và yêu cầu bà Hạnh cung cấp đầy đủ hồ sơ để ông có thể xem xét và giải quyết yêu cầu. Sau khi cuộc gặp kết thúc, bà Hạnh đã đưa cho ông Thọ 100.000 đô la. Hơn 3 tháng sau, ông Thọ đã ký nghị quyết phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng cho công ty Xuyên Việt Oil. Đầu năm 2019, ông Vũ Trung Thành được bổ nhiệm làm giám đốc VietinBank chi nhánh Chương Dương. Ông Thành đã tiếp cận bà Hạnh và đề nghị bà nối lại quan hệ tín dụng với chi nhánh ngân hàng này. Khi bà Hạnh hỏi về việc cần gặp ai tại VietinBank để xin hỗ trợ cho việc cấp tín dụng năm 2020-2021, ông Thành đã tư vấn bà Hạnh nên nhờ ông Lê Đức Thọ giúp đỡ. Để chuẩn bị cho việc đưa tiền hối lộ, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp phó của mình chuyển 21 tỷ đồng cho ông Vũ Trung Thành để mua 900.000 đô la. Ông Thành đã liên hệ với Nguyễn Như Nguyện, chủ tịch công ty cổ phần thương mại Quang Anh Hà Trung, để thực hiện giao dịch mua 900.000 đô la. Khi được hỏi về số tiền cần đưa cho ông Thọ, ông Thành tư vấn bà Hạnh chỉ nên đưa từ 200.000 đến 300.000 đô la. Tuy nhiên, bà Hạnh quyết định sẽ đưa cho ông Thọ số tiền là 500.000 đô la. Khi đến gặp ông Thọ tại trụ sở ngân hàng, bà Hạnh đã yêu cầu ông hỗ trợ để VietinBank cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỷ đồng cho Xuyên Việt Oil trong năm 2020-2021. Sau khi ông Thọ đồng ý, bà Hạnh đã đưa cho ông số tiền 500.000 đô la. Tuy nhiên, do bà Hạnh chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giới hạn tín dụng, bà tiếp tục gặp ông Thọ và yêu cầu kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng. Vào tháng 5 năm 2020, ông Thọ đã ký ban hành nghị quyết phê duyệt việc kéo dài giới hạn tín dụng 5.000 tỷ đồng cho Xuyên Việt Oil. Ngoài việc nhận hối lộ 600.000 đô la từ bà Hạnh, kết luận điều tra còn chỉ ra rằng trong thời gian làm tổng giám đốc và chủ tịch VietinBank, ông Lê Đức Thọ đã nhiều lần nhận tiền và quà từ bà Hạnh với mục đích tạo mối quan hệ và làm quen, bao gồm 470.000 đô và một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Choáng với món quà là xe Mercedes gần 7 tỷ, bộ gậy golf hơn 1 tỷ, ông Nguyễn Đức Thọ được nhận. Mối quan hệ giữa bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Xuyên Việt Oil và ông Lê Đức Thọ tiếp tục duy trì và phát triển khi ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7 năm 2021. Theo kết luận điều tra, nhằm nâng cao uy tín cá nhân và ảnh hưởng của mình, ông Thọ đã nhiều lần đề nghị bà Hạnh thành lập một chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre. Ông hứa hẹn rằng việc này sẽ không chỉ giúp bà Hạnh gia tăng khả năng hoạt động của công ty mà còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh Bến Tre thông qua việc nộp thuế. Ông Thọ đã cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bà Hạnh thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển và du lịch tại tỉnh Bến Tre. Đáp ứng các đề nghị này, bà Hạnh đã thành lập công ty cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và yêu cầu ông Thọ hỗ trợ trong việc vay vốn cho công ty. Ông Thọ đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ và gọi điện cho giám đốc chi nhánh VietinBank tại Bến Tre để yêu cầu hỗ trợ bà Hạnh, tìm hiểu nhu cầu vay vốn và thúc đẩy quá trình giải quyết các thủ tục vay. Kết quả là VietinBank chi nhánh Bến Tre đã soạn thảo tờ trình để Tổng Giám đốc Ngân hàng phê duyệt việc cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho công ty cổ phần Việt Oil. Ban đầu, yêu cầu này không được phê duyệt vì công ty không đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ tài sản đảm bảo và tài sản tín chấp. Sau khi nhận báo cáo về tình hình này, ông Lê Đức Thọ tiếp tục yêu cầu Giám đốc VietinBank chi nhánh Bến Tre lập hồ sơ trình hội sở để phê duyệt cấp tín dụng theo yêu cầu của bà Hạnh. Ngày 1 tháng 3 năm 2022, VietinBank đã chính thức phê duyệt cấp tín dụng 400 tỷ đồng cho công ty cổ phần Việt Oil. Trong thời gian ông Thọ giúp đỡ bà Hạnh như vậy, bà Hạnh đã thực hiện 3 lần tặng tiền và quà có giá trị lớn cho ông Thọ. Lần đầu tiên vào đầu năm 2022, bà Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy góp hiệu Homa trị giá 1,1 tỷ đồng, cùng một chiếc đồng hồ Patek Philippe Flood trị giá 421.000 đô la. Tiếp theo, vào cuối tháng 3 năm 2022, bà Hạnh đã đưa cho ông Thọ số tiền 200.000 đô la tại nhà khách của tỉnh ủy Bến Tre. 2 tháng sau, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Thọ một chiếc ô tô Mercedes-Benz S450 Luxury với tổng giá trị 6,7 tỷ đồng. Với những hành động này, ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng và trục lợi cá nhân. Ông Lê Đức Thọ khai nhận gửi nhà em trai 440.000 đô la. Theo kết luận điều tra, trong tổng số hơn 1 triệu đô la mà ông Lê Đức Thọ nhận được từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, ông đã khai báo rằng mình đã gửi 440.000 đô la tại nhà của em trai. Số tiền còn lại, ông Thọ cho biết đã được sử dụng cho các mục đích chi tiêu cá nhân. Em trai của ông Thọ sau khi nhận biết số tiền này đã tự nguyện giao nộp số tiền 440.000 đô la cho Cơ quan An ninh điều tra nhằm hỗ trợ công tác điều tra và làm rõ vụ án. Về số tiền 400.000 đô la và 300 triệu đồng mà ông Thọ nhận từ bà Hạnh, bao gồm cả số tiền tặng và khoản tiền trục lợi từ việc tác động để bà Hạnh được vay vốn tại chi nhánh VietinBank Bến Tre, ông Thọ khai rằng số tiền này đã được dùng vào các khoản chi tiêu cá nhân của ông. Trong quá trình điều tra, khi các cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà ông Thọ, họ đã tạm giữ 97 miếng kim loại màu vàng nghi là vàng và quyết định trưng cầu giám định để xác định giá trị, nguồn gốc của chúng. Để khắc phục hậu quả vụ án, ông Lê Đức Thọ đã tự nguyện nộp số tiền 2,2 tỷ đồng vào quỹ để hỗ trợ công tác điều tra. Ông cũng xin phép được sử dụng số tiền đang bị tạm giữ nhằm mục đích khắc phục các hậu quả liên quan đến vụ án. 3 nhân viên cũ tố giác giám đốc Xuyên Việt Oil. Theo kết luận điều tra vụ Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can về các tội đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra, ngày 21 tháng 8 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nghề nghiệp, nguyên là nhân viên của công ty Xuyên Việt Oil. Nội dung đơn tố cáo bà Mai Thị Hồng Hạnh, đại diện pháp luật, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty Xuyên Việt Oil, sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, nhà nước và lạm dụng chức vụ quyền hạn. Các nhân viên cũ tố giác bà Hạnh chiếm đoạt 214 tỷ đồng tài sản của nhà nước là tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu, quỹ BOG và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đơn, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Sau đó, ngày 8 tháng 9 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc công ty Xuyên Việt Oil về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung, khởi tố thêm các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quỹ nhà nước để tại doanh nghiệp. Theo kết quả điều tra, năm 2015, Mai Thị Hồng Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh nắm giữ 98% vốn góp, em gái bà Hạnh nắm giữ 2%. Nhưng thực tế, bà Hạnh là chủ sở hữu duy nhất, có toàn quyền quyết định. Bà Hạnh cũng là đại diện theo pháp luật, giám đốc kiêm chủ tịch công ty. Đến năm 2023, công ty Xuyên Việt Oil có 16 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan do bà Hạnh thành lập hoặc mua lại. Tháng 8 năm 2016, công ty được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và từ đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải trích quỹ BOG theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương. Quỹ BOG là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, thuộc ngân sách công, tài sản công, nhưng được để tại các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Người đại diện của các công ty là thương nhân đầu mối được nhà nước giao quản lý, sử dụng trên cơ sở các văn bản điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính theo quy định pháp luật. Theo quy định, công ty Xuyên Việt Oil phải mở tài khoản quỹ BOG tại Ngân hàng Thương mại. Công ty phải thực hiện trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để lập quỹ BOG theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương. Quỹ này có mục đích sử dụng duy nhất là bình ổn giá khi giá dầu trên thế giới có biến động, cần điều chỉnh giá trong nước nhằm ổn định thị trường. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng số tiền này vào mục đích khác. Lập 81 báo cáo khống. Bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện chủ sở hữu công ty Xuyên Việt Oil, được nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý sử dụng quỹ BOG. Lợi dụng việc được nhà nước giao thu tiền hộ quỹ BOG, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về trích lập, quản lý, sử dụng quỹ. Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập quỹ bình ổn giá theo quy định, mà chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Như Phương chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, sử dụng cho các mục đích cá nhân, dẫn đến số dư không đúng như quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, bà Hạnh chỉ đạo các nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập sử dụng quỹ BOG theo định kỳ hàng tháng gửi các bộ. Trong báo cáo, số dư đầu kỳ, cuối kỳ, số trích lập, sử dụng trong kỳ đúng với thực tế doanh thu bán hàng, nhưng số dư này không đúng với số dư thực tế trong tài khoản quỹ BOG. Tháng 5 năm 2023, công ty có báo cáo gửi vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, báo cáo số dư quỹ là 219 tỷ đồng, nhưng thực tế 3 tài khoản của quỹ chỉ còn hơn 2 triệu đồng. Tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã yêu cầu công ty chuyển nộp toàn bộ số tiền quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, nhưng do đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, bà Hạnh đã không thể nộp trả. Cơ quan điều tra kết luận bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương đồng phạm giúp sức, gây thất thoát 219 tỷ đồng. Trong đó, bà Phương bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Vai trò của ông Lê Đức Thọ trong vụ án liên quan đến Xuyên Việt Oil. Cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhiều lần được giám đốc Xuyên Việt Oil đưa tiền hối lộ, tặng xe Mercedes S450, đồng hồ Patek Philippe, như báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Ngày 27 tháng 8, Cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Số tiền này, bà Hạnh dùng để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, tỉnh Bến Tre. Trong vụ án, bị can Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị truy tố về hai tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ở hành vi nhận hối lộ, năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng VietinBank, nơi ông Thọ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Để được ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Thọ, tổng cộng 600.000 đô la Mỹ. Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cơ quan điều tra xác định năm 2021 bị can Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương. Theo đề nghị trên, bị can Hạnh thành lập công ty cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại chi nhánh Bến Tre. Cựu bí thư tỉnh ủy nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường, giám đốc VietinBank chi nhánh Bến Tre, yêu cầu hỗ trợ Hạnh. Khi biết thông tin chi nhánh Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường miễn khoản này. Quá trình xin vay vốn, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tính chấp 50%, nhưng không được phê duyệt. Lý do là vì công ty Xuyên Việt Oil, công ty mẹ của công ty Việt Oil, đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tính chấp là 20%. Chi nhánh ngân hàng đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh, nhưng Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn. Biết việc này, ông Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kết luận do lợi dụng chức vụ quyền hạn giải quyết khoản vay cho công ty Việt Oil, ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà. Lần 1, Hạnh đưa tặng một bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe giá 421.000 đô la Mỹ. Lần 2, tại nhà khách tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 đô la Mỹ. Lần 3, vào tháng 5 năm 2022, Hạnh mua tặng ông Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes-Benz S450 Luxury trị giá 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 đô la Mỹ, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe. Về tổng số tiền hơn 1 triệu đô la Mỹ đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh, gồm cả nhận hối lộ và quà tặng, bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 đô la Mỹ tại nhà người thân nên nộp lại cho cơ quan công an. Số còn lại ông Thọ đã chi tiêu hết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.